I will take a hit for you. 就像我跟你们从没有别离。We are bulletproof, so fire away. 若要闯一起爱错。We fight as one, there's nothing they can do. Yeah, check. 有啲嘢系唔使讲，大家心照。一班兄弟简直同一个心跳，互相关照，无论任何情况，有福同享，有难同当。无数嘅回忆一直留住喺脑海，究竟系缘分定只系好彩？点都好，每人有自己嘅过去，之前所有嘅误会当粉笔纸抹走佢。唔只系一班棋，每次准备出发一齐出生入死。讲到尾，真心不能代替，愿意牺牲一切，有今生冇来世。有人搏攞彩，有人搏出位，我哋之间只有两个字，兄弟。非苦嘅态度永远不变，就算各自各路，总有一日必会再见。Em biết nghi phạm sẽ xuất hiện ở đây, em tới bắt người. Tôi hoàn toàn không biết tôi đang làm gì. Đi, mở xuống xuống. Cho tôi xem Kenny chết rồi hay chưa. Toàn bộ kế hoạch của tôi bị cậu phá hỏng rồi. Tôi cho cậu một tiếng, cậu cho tôi câu trả lời. Tôi thích nhất chơi trò với các người. Có những lúc em nghi ngờ thầy, có phải thầy lén giao dịch riêng với nghi phạm hay không? À, phải rồi, Lãng hả? Con có còn nhớ hay không? Ờ, trên ngực của ba nuôi con có một vết sẹo. Con có biết con là... Biết. Tôi cũng không muốn biết. Tôi rất muốn biết đó. À, là như vậy. Chuyện xảy ra trong vụ liên dẫn. Lúc đó đột nhiên tàu bị nổ lớn. Rồi Gia Lãng bị rớt xuống biển. Lúc đó ba nuôi con không nghĩ ngờ gì hết, lập tức nhảy xuống biển cứu con. Nhưng sau khi ông ấy cứu con rồi thì mình xếp chút ngất xỉu. Kết quả là trước người ông ấy bị thương rất là nặng đó. Đừng có nói linh tinh nữa. Một khi họ vẫn chưa trả người, chúng tôi sẽ không thả bà ra đâu, có nghe không? Lãng à, con nghĩ coi. Trước kia ba nuôi con bị người ta hại, bị đội phi hổ bao vây. Chính là con đã cứu ông ấy trở về. Giữa hai cha con hoặc là ba cứu con hoặc con cứu ba, con không cảm động chút nào sao? Hả? Nếu trước kia bà nói vậy với tôi, có thể tôi sẽ cảm động. Nhưng bây giờ tôi đã biết thân thế của mình rồi. Phải, Nhiếp Vũ Hàng từng cứu mạng của tôi. Nhưng nếu không phải ông ấy với Cao Vật Thái, liên nhận làm gì chết bao nhiêu con người? Ông ngoại tôi có phải chết không? Má tôi có trở thành như vậy không? Lãng à, con thật sự phải học đừng ba của con. Con người đó với tôi nữa. Tôi sẽ không học bất kỳ ai. Tôi chính là tôi. Lãng à, con đừng làm chuyện khiến bản thân phải mà hối hận. Cấm miệng lại đi. Số 1 gọi số 5. Tình hình bên cậu sao rồi? Hết. Số 5 nghe rõ. Tất cả bình thường. Hết. Bên eo thế nào? Hết. Tất cả thuận lợi. Số 1 có thể tiến hành hành động tiếp theo. Nghe rõ. Gửi video cho chúng. Nhắc chúng nhớ đã qua 10 phút rồi. Xin nhịp. À, sếp Hàng. Cậu và Tuấn đã đồng bộ tất cả tư liệu đến trung tâm chỉ huy. Nếu anh muốn nắm chắc tình hình hiện trường, có thể tới trung tâm chỉ huy. Tôi phải tới hiện trường. Sếp Nhiếp à, bây giờ anh cần phải giữ được sự bình tĩnh. Tôi không để anh tới hiện trường. Nguyên tắc chắc là anh hiểu. Liên quan người nhà, tâm trạng rất dễ bị rối. Vì điểm này, dù là người có kinh nghiệm dày dặn cũng rất khó tránh khỏi. Yên tâm, tôi sẽ giữ được lý trí của mình mà. Đây không phải vấn đề giữ được lý trí hay không, là chức quyền và trình tự không cho phép anh làm như vậy. Gia Tuấn đã rất chín chắn rồi. Nếu anh đi, ngược lại tăng thêm áp lực cho cậu ta. Lỡ xảy ra sai sót gì, trả lại không cứu được người. Về phòng nghỉ ngơi hoặc tới trung tâm chỉ huy với tôi, anh tự chọn đi. Phóng to lên.
Đây là mã số của hàng điện tử. Điểm đen ở phía sau hình như là ống đèn điện tử. Trên thùng có mã QR. Đây là một nhà máy đồ điện tử ở Nguyên Lãng, tên Nhật Liên Thịnh, năm ngoái đã chuyển tới nội địa, hiện giờ đang để không. Không giống với phần tin trước đó của chúng ta. Mọi người xác định mã đó có chính xác không? Chắc chắn. Vậy chúng ta lập tức xuất phát, gọi phi hổ hành động. Yes sir. Phi hổ đã tới địa điểm chỉ định. Sếp Lô, có thể sẵn sàng hành động. Cẩn thận có bẫy. Nghe rõ. Di Phi, hành động. El đang gọi số 1. Over. El nói đi. Phi hổ đã bị thương nặng, đã dẹp bỏ chứng ngại. Rút lui. Đã rõ. Bắt đầu bước thứ hai được rồi. Muốn gọi thì ông tự gọi đi. Cậu đâu cần làm gì. Đám phi hổ đó không còn là anh em của cậu từ lâu rồi. Tôi là như vậy đó. Không phải vì phi hổ, mà vì chính bản thân tôi. Lúc trước tôi ở phi hổ, mọi người cùng ăn cùng vui chơi, cùng huấn luyện chung. Tuy rất đơn giản nhưng lại rất vui vẻ. Bây giờ U384, các người có bao nhiêu người tôi không hề biết. Ở đâu tôi cũng không biết. Ra ngoài làm việc chứ ông. Còn cầm súng chỉ vào tôi. Chị Na là má ruột của tôi, còn ông là cậu tôi. Là người một nhà hay là tôi nhận nhầm người rồi? Muốn xây dựng lòng tin cần có thời gian. Láng à, con đừng có tin họ. Chúng ta mới là người một nhà. Đi. Tao vô túi. Sao hả? Bước nền đã thắng rồi. Tôi hy vọng cậu sẽ nhận được một bài học. Đừng có tiếp tục gây chuyện nữa. Nếu cậu chắc chắn muốn giao người thì một mình cậu dẫn Kenny tới. Tới lúc đó tôi sẽ cho cậu biết trao đổi con tin ở đâu. Anh cũng từng làm cảnh sát, chắc cũng hiểu rõ trình tự. Điều kiện của anh tôi chắc chắn sẽ báo với cấp trên. Tôi không biết sẽ mất chừng bao nhiêu thời gian, nhưng trong vòng một tiếng chắc không kịp. Đừng có nói dông dài với tôi. Cậu đã bỏ phí 32 phút rồi. Các người chỉ muốn tìm ra tôi, chứ không hề muốn giao người. Cứ tiếp tục như vậy thì cậu cứ chơi tiếp 28 phút nữa. Tôi lập tức báo cấp trên xin trao đổi con tin. Lỡ như không đủ thời gian, tôi muốn kéo dài thêm chút nữa. Không thể được. Chờ đã, tôi còn có một câu hỏi. Đưa điện thoại cho tôi. Tôi là Nhiếp Vũ Hàng, Cao Gia Lãng phải không? Phải. Sao hả? Tôi muốn nhìn thấy Huệ Trinh trước có được không? Được thôi. Dù gì các người cũng không định giao người. Cho ông một phút để nghe gì chút vậy. Ông xã, mau tới cứu em. Ông xã. Trinh à, xin lỗi. Anh vẫn luôn nghĩ mình là một người chồng tốt, nhưng mà anh vừa nhận ra, anh từng hứa đưa em tới Nam Cực cùng em với anh thăm Tuyết Doanh, mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Nhưng mà anh không thực hiện được gì. Thành thật xin lỗi em. Không sao đâu anh à, tất cả đều không quan trọng. Ông xã, anh nói vậy là có ý gì? Anh không cứu em sao? Có phải anh tính bỏ mặc em không? Trinh à, em yên tâm, anh sẽ cứu em bằng mọi giá. Ông xã, phải cứu em đó ông xã. Em đi. Nhiếp Vũ Hằng, tôi trong một phút. Không phải đông nói chuyện tình. Các người dây dưa cả buổi trời mà tôi không hề nghe được Kenny nói một câu nào hết.
ông làm tôi thất vọng quá đó. Nè, nè, phát lại đoạn phim vừa rồi đi. Lùi về sao? Lùi về nữa. Dừng lại ở đây. Số 11 đường Đại Phố. Nơi này hình như tôi đã từng tới rồi. Vị trí bắn tỉa thứ nhất, vô, cậu mặc phục ở đây. Yes sir. Cậu Dương, cậu tới vị trí bắn tỉa thứ hai. Yes sir. Căn phòng này có hai góc chết, con tin được xác định ở bên phải. Số lượng kẻ xấu, hai tên, vị trí không xác định. Dĩ Phi, cô xông vào từ trên nóc nhà. Yes sir. Vô ra khỏi xếp lôi, hết. Tất cả bình thường. Eo nói đi. Lập tức tiến hành kế hoạch B. Kế hoạch B. Hành động. Xin nhíp à, hiện trường bắt cóc đã xác định, nhưng cô ta đã bị chuyển đi nơi khác. Sao đây cao già lãng? Xin lỗi nha, lại để các người phải thất vọng. Nhưng các người hết lần này tới lần khác không nghe theo lệnh của tôi. Bây giờ chúng tôi quyết định trừng phạt con tin một chút. Muốn sao đây hả? Alo, là một cánh tay. Các người chọn đi, phải hay trái. Alo, nè, làm gì vậy? Có phải cậu làm không? Tôi còn chưa nói xong, sao lại ra tay? Bộ cậu tưởng Nhiếp Vũ Hàn và cao gia tướng không thấy máu sẽ đồng ý sao? Tôi không dừng tay lại. Có phải muốn phản tôi không? Khi còn nhỏ, chồng bà ta đã từng cứu tôi. Bà ta cũng từng chăm sóc tôi. Tuy là tôi đứng về phía con, không có nghĩa tôi mất hết trí nhớ không còn tình cảm. Được thôi, bây giờ cậu muốn sao đây? Một súng bắn chết bà ta, ít ra cũng không đau đớn. Khoan đã, bạn với họ lần nữa đi. Nếu còn không chịu thả Kenny ra thì chặt đầu bà ta xuống ngay. Cho cậu ra tay. Xin nhịp. Có cách nào khác hay không? Chúng tôi đã thử hết rồi. U-384 muốn đột nhập vào hệ thống của nó, khôi phục sửa đổi, phân tích số liệu cũng cần có thời gian. Thời hạn cuối cùng chúng đưa ra sắp hết rồi. Thầy à, chúng ta tạm thời chấp nhận trao đổi con tin. Sau khi cứu được cô ra rồi, tổ trọng án chúng ta toàn bộ hành động. Tôi đã từng nói với cậu, tôi chỉ có một sự lựa chọn. Tôi không thể thua được, cậu hiểu không? Không còn thời gian nữa sếp à, phải ra quyết định thôi.
Tôi không thể chấp nhận mạo hiểm. Vậy để em làm. Đứng lại. Không đổi. Tại sao chứ sếp? Tôi sẽ không lặp lại. Đây là quyết định cuối cùng của tôi. Đừng mà lỡ. Alo. Alo, đây là cuộc gọi cuối cùng của tôi. Đã quyết định xong chưa? Cao Gia Lãng, chúng ta có thể bàn bạc lại về chi tiết trao đổi con tin. Ngoài trừ trao đổi con tin ra, nói điều kiện thứ hai đi. Trước đó tôi đã nói hết sức rõ ràng với mấy người. Thật ra ông đang lãng phí thời gian của tôi đó. Đàm phán kết thúc. Cao Gia Lãng, bây giờ chúng tôi quyết định hành quyết con tin. Tôi sẽ quay trực tiếp hiện trường, hy vọng các người sẽ thích. Cao Gia Lãng, tôi có thể trao đổi con tin. Cao Gia Lãng, tôi có thể trao đổi con tin với anh. Bỏ dao xuống trước đi. Chưa đồng ý đổi rồi sao? Tôi cho cậu biết. Đừng có giở trò nữa. Một người tới thôi. Nếu dám làm trái, hậu quả chắc chắn. Các người không muốn thấy được. Chúng ta không thể bị phần tử khủng bố uy hiếp được. Sếp Nhiếp, vụ án này do em phụ trách. Sếp đừng can thiệp vào quyết định của em có được không? Để cho cậu phụ trách chứ. Nói máy với sếp Hàng. Được. Chúng tôi ủng hộ phương án của sếp Cao. Sếp Hải, chúng ta không thể trao đổi con tin được. Sếp cũng biết mà. Chỉ thị của cấp trên ủng hộ trao đổi con tin. Nhiếp Vũ Hạng, anh lập tức rời khỏi hiện trường về trung tâm chỉ huy. Tuấn, Cao Gia Tuấn. Sếp Nhiếp. Cao Gia Tuấn. Sếp Nhiếp. Cao Gia Tuấn. Sếp Nhiếp. Cao Gia Tuấn, muốn nhắc nhở cậu, chúng ta là cảnh sát, tuyệt đối không thể thỏa hiệp với phần tượng khủng bố được. Coi chừng sếp Nhiếp, trạng thái tinh thần của sếp không tốt lắm. Cao Gia Tuấn. Sếp Nhiếp. Sếp Nhiếp. Sếp Nhiếp. Sếp Nhiếp à, các người tránh ra. Sếp Nhiếp à, trạng thái hiện giờ của sếp cần nghỉ ngơi. Các người hoàn toàn không biết tôi đang làm cái gì. Sếp Nhiếp. Cao Gia Tuấn. Sếp Nhiếp. Sếp Nhiếp. Các người đừng có cản tôi, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sếp Nhiếp. Sếp Nhiếp. Sếp Nhiếp à. Sếp Nhiếp. Sếp mở cửa đi. Có thêm một chiếc xe là Nhiếp Vũ Hằng. Nhìn xem xung quanh còn có ai khác không? Không có. Sếp Cao, mở cửa ra. Nhưng mà... Mau lên đi. Tới lúc thả tôi ra rồi hả? Đi thôi. Không cần gấp. Đi thôi. Đã đưa Kenny ra rồi. Có phải đi về hướng Tây Cống không? Phải. Cậu cứ cho xe chạy về hướng Tây Cống. Băng. Chuyện gì chị? Cao Gia Tuấn đã đưa theo Kenny chạy tới Tây Cống. Sau lưng ngoại trừ có Nhiếp Vũ Hàng bám theo, không còn vấn đề gì khác. Dạ được. Số 1 đã gọi số 5, hết. Số 5 nghe rõ hết. Mục tiêu có thêm Nhiếp Vũ Hằng, hết. Số 5 nghe rõ, hết. Đã dẫn người tới rồi.
có thể trao đổi được chưa? Cho em xin lỗi. Em tưởng mình có thể khống chế cục diện lúc đó. Có biết là bản thân sai ở chỗ nào không? Đánh giá thấp đối thủ, đánh giá cao bản thân. Bây giờ tình hình của cô sao rồi? Có viên đạn bắn trúng vào cột sống. Tôi nghĩ ca mổ này sẽ tiến hành rất lâu. Có ảnh hưởng tới dây thần kinh không? Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cho dù hậu quả nặng tới cỡ nào, tôi cũng sẽ đón nhận. Nếu cô không thể đứng dậy được, liệu cô có thể chấp nhận không? Nếu như để cô biết được phát súng đó là do Cao Gia Lãng bắn, liệu cô có thể chấp nhận không? Chị nè. Sao tay lại bị chảy máu vậy? Không sao, vết thương ngoài da thôi. Để tôi thoa thuốc cho cậu. Thôi khỏi, để tôi tự làm. Tôi đi thay đồ trước đã. Nhớ hồi năm ngoái giao đấu với tổ trọng án, bọn chúng không thể nào đánh trả nổi. Bây giờ nắm rõ hết tình hình của đối phương, áp lực lớn hơn nhiều. Tình hình đã khác trước. Bước tiếp theo phải làm gì đây? Cho chút ý kiến đi. Em nói trước đi. Em muốn nghe ý kiến của Gia Lãng trước. Thêm người, thay đổi chiến thuật. Người của chúng ta không nhiều, nhưng mà hành động rất nhanh nhẹn. Nếu chỉ thêm mấy tên xã hội đen bình thường vào, tôi thấy không giúp được gì. Vậy tôi gia nhập có giúp được gì không? Làm sao tôi có thể chứng minh được cậu không phải nội gián? Lại bài cũ nữa. Nè, hai cậu cháu vừa mới cùng nhau trở về thôi. Chuyện gì nữa đây Bân? Lúc nãy cậu điện thoại cho ai?
cái gì? Tôi rất muốn biết. Ngay sau khi cậu về lập tức gọi điện thoại cho ai. Nè Trích à, cậu tìm cho tôi vài người không sợ chết, vừa tin tưởng được đi. Tôi đang tính đào tạo một số người, có chuyện gì ít ra có thêm chi viện. Xin lỗi. Không cần đâu. Được rồi, tuy là mất đi Kenny nhưng chị còn có đứa con trai. Sau này người một nhà không nên nghi ngờ lung tung nữa, đúng không? Nè, con đang nghĩ gì vậy? Có phải má nghĩ con không bằng Gia Lãng? Con nói cái gì vậy? Có phải má thấy con khờ khạo lại tưởng mình thông minh không? Ai nói chứ? Má tốt với Gia Lãng là vì má cho rằng anh ta có bản lĩnh. Con có chuyện gì anh ta có thể giúp con, đúng không? À, con à, dù người giỏi cỡ nào cũng cần phải có người khác giúp. Anh làm cảnh sát con không bằng ảnh. Anh làm xã hội đen con cũng không theo kịp. Trong lòng má con là một kẻ bỏ đi phải không? Đời nào má lại nghĩ như vậy. Con là con trai ruột của má đó, ngốc à. Má, hôm nay thầy đã nói với con, thầy nói Gia Lãng nổ súng bắn cô bị thương. Đứa con mà má cưng nhất lại thắng rồi. Tổng cục cảnh sát Hồng Kông. Chào xin cao. Chào xúc cao. Anh Tuấn, tôi tìm sếp Nhiếp à? Chắc sếp ấy đang ở bệnh viện. Alo, Nhã Tuyền. Tôi biết tâm trạng của anh không được tốt, nhưng mà anh có tiện nghe tôi nói vài câu không? Tôi không sao đâu. Tôi vừa mới tới họp, mọi người đang nói tới chuyện của bà Nhiếp. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Anh Tuấn à, anh đã từng nói mặc dù bản thân đã rất cố gắng, nhưng không biết tại sao cả thế giới đều cảm thấy anh làm chuyện gì cũng không đúng. Ngày đó anh đã uống sai, không nghe được câu trả lời của tôi. Hôm nay tôi chính miệng nói với anh một lần nữa, tôi không cho là như vậy. Anh đừng uống rượu nữa. Nếu trong lòng không vui thì cứ gọi cho tôi dùng cơm với anh. Tặng thêm cho anh 4 chữ nữa: định tĩnh tiến xa. Thôi nha, không làm phiền anh làm việc nữa. Bye bye. Bye bye.
Bác sĩ, giờ tôi không sao chứ? Tạm thời thì không bị nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cuộc sống của bà ấy bị tổn thương nghiêm trọng, nên ông cần có sự chuẩn bị sẵn tâm lý. Có nghĩa là cổ... Phải đó, sau này có thể sẽ phải ngồi xe lăn. Chị Lan, tình hình cô Trinh sao rồi? Tạm thời đã qua tình trạng nguy kịch. Vậy thì tốt. Tôi muốn thay thằng Lãng nói xin lỗi với anh. Xin lỗi anh, tại tôi không dạy nó đàng hoàng. Nó Chị đừng có nói vậy mà. Không liên quan gì tới chị đâu. Tôi là ba nuôi của nó, tôi cũng có trách nhiệm. Có điều tôi thật sự không hiểu nổi tại sao. Chị là Thầy à, tình hình của cô sao rồi? Tạm thời không sao. Y tá, việc của tôi sao rồi? Chúng tôi phải đưa bà ta qua phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi có thể đi chung được không? Nhưng phải thay đồ trước đã. Được. Tôi cũng muốn đi nữa. Tôi... Để cho thầy ở riêng với cô đi má. Đủ người chưa? Ngoài thằng Đáng với thằng Kim đều đã tới đông đủ. Tôi muốn hỏi các người một câu này. Có thích tiền hay không? Nè, cầm hết rồi hả? Không biết nói sao? Dạ có. Không muốn kiếm nhiều hơn không? Anh Lãng, anh kêu họ đi chém người thì được. Kêu bọn họ kiếm tiền sợ họ. Sao hả? Giết người đánh nhau thì liên quan tới mấy người, kiếm tiền thì không dính dáng gì hết hả? Tụi em không có giỏi bằng bọn họ mà. Ai nói gì? Cô tên là gì? Toàn đẹp trai. Tôi hỏi tên thật, nói với tôi biệt danh làm gì? Lý Dạy Toàn. Làm gì mà run? Bộ tin ba má anh đặt cho đáng xấu hổ lắm hả? Người ta ngồi trong văn phòng làm nhân viên quèn cũng dám nói với người ta tên họ của mình. Sau này có bị người ta chém chết, tôi viết gì trên bia mộ của anh Toàn đẹp trai hả? Mấy người làm ơn đi, làm gì với tôi, ráng mà dùng cái đầu. Nếu cần đánh đấm chém giết, tôi thuê đồ tể là được rồi, không cần mấy người. Tóm lại tôi dám hứa, làm anh em với tôi tuyệt đối sẽ được bình an vô sự, ai cũng sẽ kiếm bộn tiền. Cậu cũng mau cảm ơn đại ca đi. Cảm ơn đại ca. Bà xã. Ông xã, em tưởng sau này không còn gặp anh được nữa. Làm gì có chứ, anh đã hứa với em rồi, chúng ta sẽ tới Nam Cực tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Em có nói muốn tới Nam Cực hả? Bây giờ nói không được sao? Em thấy thế nào? Có đau không? Không, không đau, em còn chịu được. Hình như không còn cảm giác gì cả. Vừa mới trải qua ca mổ xong, cần phải có chút thời gian hồi phục. Em đừng có gấp, em sẽ khỏi thôi mà. Không có chuyện gì đâu. Sau khi Kenny chết, U-384 và Liên Dận gần như đã dừng hết tất cả hoạt động. Tạm thời vẫn chưa biết bước kế tiếp bọn chúng sẽ làm gì. Sau lần cứu Lưu Quốc Bân, hắn đã giảm sự nghi ngờ đối với con rất rõ rệt. Con sẽ nghĩ cách điều tra xem thật ra đằng sau U-384 có kế hoạch gì. Còn nữa, con cố gắng cảm hóa thành viên của họ, hy vọng giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất. Có gì sẽ báo lại sau. Ba, vào giây phút đó con không có cách nào không đổ xuống. Chỉ mong má nuôi sớm qua khỏi. Có
cô cho tôi xuống giường đi. Chị không thể xuống giường được, bác sĩ không cho. Tại sao lại không cho? Tôi muốn đi lại. Cô mặc kệ tôi đi. Ông xã, em muốn xuống giường. Vết thương của em còn chưa lành, phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn. Tại sao ai nấy cũng nói y chang như nhau vậy? Lúc trong phòng chăm sóc đặc biệt không cho em xuống giường, giờ đã qua phòng bình thường em vẫn không được xuống giường, vậy là sao chứ? Hả? Y tá, phi cô ra ngoài một lát. Anh dìu em đi, em muốn đi lại. Anh dìu em đi là được rồi. Bà xã, em có biết là em bị thương nặng lắm không? Lúc mới đưa em tới bệnh viện, mọi người ai cũng tưởng là không cứu được em. Vậy có liên quan gì tới việc em không được xuống giường? Vì muốn cứu mạng của em, trước khi đưa vào phòng mổ, bác sĩ đã làm một đánh giá. Họ nói là sau khi phẫu thuật, cơ thể của em có thể sẽ mất đi một số chức năng. Mất đi chức năng? Mất đi chức năng gì vậy? Em bị mất đi chức năng gì vậy? Chẳng hạn như chức năng vận động, như việc đi lại, sẽ không còn được nhanh nhẹn giống như lúc trước cho lắm. Tức là sau này em không đi đứng được nữa? Sau này em không đi đứng được nữa sao? Không phải, chỉ là tạm thời thôi. Tại sao chứ? Bà xã, tại anh đã liên lụy tới em. Em xin lỗi, lúc nãy em bị mất kiểm soát nên nói chuyện lớn tiếng với anh. Thường ngày em ăn nói rất dịu dàng, thỉnh thoảng nói lớn tiếng vài câu có như rửa lỗ tai cho anh thôi mà. Những người khác hàng ngày 8 tiếng đi làm, còn anh đi sớm về khuya, có nhiều khi không được về nhà luôn. Là một người đàn bà sau lưng một cảnh sát, ngày nào cũng chỉ có một mong mỏi, chính là hy vọng người chồng của mình có thể trở về nhà bình an. Anh biết em đã hy sinh rất nhiều. Trước giờ em luôn rất lo cho anh, nhưng em không thể nào ngờ em lại bị thương còn nặng nề hơn anh. Có phải là em còn chưa đủ mạnh mẽ không? Em mạnh mẽ hơn nhiều so với anh suy nghĩ. Qua ít lâu nữa, anh sẽ đưa em tới bên anh. Bên đó có những bác sĩ giỏi nhất. Còn có ít sao? Hãy cho bản thân chút niềm tin đi, rồi em sẽ đi lại được mà. Nhã Tuyên, cô không sao chứ? Bị trật chân rồi hả? Để tôi đưa cô tới bệnh viện. Thôi nha. Khỏi đi, tôi muốn về nhà. Về nhà, bố không cần đi làm à? Sao anh cứ thích nghi ngờ người ta vậy? Anh cảm thấy người bên cạnh mình nói gì cũng có ẩn ý sao? Tôi không hề có ý đó. Lúc nãy tôi định đi họp lớp với đám bạn, lúc bắt xe sơ ý bị đụng trúng chân, hơn nữa xe cũng bỏ đi luôn. Cho nên bây giờ tôi muốn về nhà. Anh hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Để tôi đưa cô về. Khoan đã, bây giờ tôi không còn muốn về nhà nữa. Vậy đi đâu chứ? Lên xe rồi nói cho anh biết. Sao tự dưng lại đưa tôi tới đây? Qua bên đó anh sẽ biết thôi. Cẩn thận. Chắc là cô không lãng mạn tới nỗi tới đây nghe sóng biển chứ? Không được sao? Được. Phải rồi, tôi muốn hỏi cô chuyện này. Nói đi. Cô có biết lần đầu tiên lúc chúng ta chạm mặt nhau, xem chút cô bị chọc tức chết không? Tại sao vậy? Một người làm pháp y mà lại đi sợ máu. Thì mỗi người đều có nhược điểm riêng của mình mà. Nhưng phải xem nguyên do là gì
và làm sao giải quyết nó. Nguyên do của cô là gì? Lúc trước tôi định làm bác sĩ. Sao bây giờ lại đổi ngành rồi? Tại vì lúc trước trong thời gian thực tập, từng thử có một lần nhìn thấy bệnh nhân vì chảy máu không ngừng, cuối cùng đã chết. Kể từ sau đó tôi rất sợ máu. Không phải, là tôi rất sợ nhìn thấy giây phút sinh mạng biến mất. Thì ra sinh mạng mỏng manh tới như vậy. Chớp mắt một cái, cả cuộc đời đã tan biến. Đúng vậy, sinh mạng đúng là ngắn ngủi. Nè nè, đã trễ rồi, hay là tôi đưa cô về nhà nha. Anh hãy thử nhắm mắt lại đi, nghe thử tiếng sóng biển. Sau khi nghe xong, con người sẽ trở nên vui vẻ hơn. Thật đó, anh thử đi. Tôi có gạt anh bao giờ chưa? Tin tôi đi. Cũng được. Mau qua giúp tôi, ấn chỗ này giùm tôi. Hoặc sự đối ngoại chân bất thai lý giải. Thành nhân có sự bị hiện thực thấu thấu.